Thầy chào các em học sinh lớp 7. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải một câu bài tập nâng cao tính chất của giải tỉ số bằng nhau tiếp theo. Tìm các số nguyên x, y, z thỏa 2z trừ 4x phần 3 bằng 3x trừ 2y phần 4 bằng 4y trừ 3z phần 2 và x bình cộng y bình lớn hơn 200 nhỏ hơn 350. Ở đây á, họ cho mình là x bình cộng y bình lớn hơn 200 nhỏ hơn 350. Thì chúng ta phải rút x bằng bao nhiêu y hoặc là y bằng bao nhiêu x. Để chúng ta thay vào đây, chúng ta sẽ tìm được x y lớn hơn x quạt y nè, lớn hơn bao nhiêu, nhỏ hơn bao nhiêu. Tương tự thì y cũng lớn bao nhiêu, nhỏ bao nhiêu, để chi? Mà ở đây họ cho mình đó là x, y, z nguyên. Và chúng ta sẽ tìm được, chẳng hạn như mình có này, x lớn hơn 2, nhỏ hơn 4. Mà x nguyên là sao? X nguyên thì x sẽ bằng mấy đây? Bằng 3. Hiểu chưa? Từ đây mình tìm được y luôn. Rồi, bây giờ vấn đề là chúng ta sẽ làm chỗ này này, đúng không? Quan trọng chỗ này này. Ở đây em thấy này, chỗ này là có trừ 4x. Cái này là 3x đúng không? Chúng ta sẽ nhân cho cái này cho để ra mừng để mà khi mình cộng lại nó mất này. Ví dụ như trừ 12x. Trừ 12x mà cộng cho 12x là bằng 0 chưa? Đó. Thì mình nhân cái này cho mấy? Nhân lại cho 3. Cái này nhân cho 4, đúng không? Còn chỗ này mình để mất giấy này, chỗ này có 2 giấy, cái này trừ 3 giấy, thì chúng ta nhân cho cái này cho 3 là mấy, là 6 giấy, cái này nhân 2 là trừ 6 giấy. Và tương tự y cũng vậy, y chỗ này sẽ nhân cho 4 là trừ 8 y, cái này nhân 2 là 8 y, mất chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ trình bày này. Ta có 2x trừ 4x phần 3 thì nó bằng 3x trừ cho 2y phần 4 bằng 4y trừ cho 3x phần 2. Cái này sẽ tương đương với gì đây? Thì nhân tử mẫu cho 3 nha. Tử mẫu nhân 3 là thành 9 nè, mẫu là 9 nè. Cái này nhân cho 3. Thì 2 nhân 3 là 6 giấy đúng không? 4 nhân 2 là 8, thêm trừ nữa là trừ 8x. Thì bằng gì đây? Nó nhân 3 mà cái này thành mấy? 12 chứ, 12 12. Hiểu chưa? Cái này nhân cho 3 nè. Tử nhân cho 3. 2x nhân 3 là 6x trừ 4x nhân 3 là trừ 12x. Chỗ này nhân cho 4 nha, 4 là 16, 4 4 16 này. Này nhân cho 4. 3 nhân 4 12, 3x nhân 4 là 12x. Trừ 2 nhân 4 là trừ 8y. Còn cái này là nhân tử mẫu nhân cho 2 là 4 nè, mẫu là 4 nè. Cái này nhân cho 2 nha. 4y nhân 2 là 8y. Trừ 3 giấy nhân 2 là trừ 6 giấy. Rồi em thấy này, 6 giấy trừ 6 giấy bằng cộng lại bằng 0 chưa? Trừ 12x cộng 12x bằng 0, trừ 8y cộng 8y bằng 0 chưa? Rồi, chúng ta áp dụng tính chất của giải số bằng nhau. Theo tính chất của giải tỉ số bằng nhau, ta có 6x trừ cho 12x phần 9 bằng 12x trừ 8y phần 16 bằng 8y trừ 6x phần 4. Và nó bằng, chúng ta cộng tử với nhau nha, là 6x trừ 12x cộng cho 12x trừ 8y cộng cho 8y trừ cho 6 giấy. Còn dưới mẫu cộng lại với nhau nè là 9 cộng 16 cộng cho 4.
ở tử còn lại với nhau thì 6 giấy bước 6 giấy 6 giấy bước trừ giấy là hết chưa? Hãy trừ 12 với 12 là hết, trừ 8y trừ 8y là hết rồi. Tóm lại là bằng 0, mà 0 chia bao nhiêu cũng bằng 0. Tóm lại là kết quả bằng 0 nha. 0 chia bao nhiêu cũng bằng 0, kết quả bằng 0 nè. Ở đây chúng ta cần rút x theo y hoặc y theo x. Ở đây mình có gì đây? Mình có chỗ này là cặp này có x y đúng chưa? Đó. Vậy chỗ này mình cho nó bằng mấy? Bằng 0. Và 12x trừ 8y chia 16 bằng 0. Vậy suy ra 12x trừ 8y chia 16 bằng 0. Nhân chéo được là 0 nhân 16 cũng bằng 0. Vậy thì 12x trừ 8y bằng 0. Vậy tương đương cái này sẽ là 12x bằng 8y. Đó thầy rút y ra. Được không? Rút x y cũng được á. Rút x y cũng được. Rút x nha, x cũng được này. X bằng 8y chia 12. X bằng 8y chia cho 12. X sẽ bằng rút gọn cho 4 thì được là 2y chia cho 3. X bằng 2 chia 3 nha. Rồi. Tiếp theo là vì x bình cộng y bình này lớn hơn 200 nhỏ hơn 350. Và thì tương đương với x mình thay gì? X thay bằng 2 chia 3. Vậy là 2y chia 3 tất cả mũ 2 cộng cho y mũ 2 nhỏ hơn 350 và lớn hơn 200. Rồi tương đương này là 2y chia 3 thì bình phương đây là được là 2 bình phương là 4, 3 bình phương là 9, là 4 phần 9 nha. 4 phần 9 y mũ 2 này cộng cho y mũ 2 nhỏ hơn 350 lớn hơn 200. Quy đồng mẫu là 9 thì được là đây là cộng đây là bao nhiêu? 4 cộng 9 bằng 13. 13 y bình chia cho 9 lớn hơn 200 nhỏ hơn 350. Rồi mình tìm y bình thôi. Rồi mình lấy 200 mình chia cho 13 phần 9. Lấy 200 chia 13 phần 9. 200 này chia cho 13 phần 9. Nó được là này là được là 138,46. Phải 46 đi. Rồi y bình này chỉ cái này qua chia là 350 chia 13 phần 9. Ba trăm năm mươi chia 13 phần 9 được là 242,3. 242,3. Y bình lớn hơn hai cái này, lớn hơn 138,46, nhỏ hơn 242,3. Vậy thì y do là y nguyên thì y bình nó cũng nguyên đúng không? Thì suy ra y bình nó thuộc gì đây? Thuộc 144 nè, đúng không? Rồi 169, 196 và 225, thấy rồi. Được không? Từ đây mình suy ra được là y thuộc căn bậc 2 144 nó bằng 12. Y bình bằng 144 thì y sẽ bằng căn bậc 2 của 144 là 12 này. Được không? 12. 12. Đấy này. 12 rồi 13 14 và căn bậc 2 cũng 169 là 13, 196 là 14, 225 là 15. Được không? 225 là 15. Ở đây mình ghi cộng trừ nha, cộng trừ bởi vì ở đây nó cho mình gì đây?
nó cho mình x y nguyên thôi, nguyên thôi. Thì cộng trừ nha. Cộng trừ 12, cộng trừ 13, cộng trừ 14 và cộng trừ 15. Được chưa? Rồi, đến hơi dài á. Giờ mình tìm x nữa. X đây, x bằng 2 chia 3 này. Rồi mình có nè. X bằng 12 thì suy ra là y bằng à, xin lỗi, y bằng 12, y bằng 2. Y bằng 12 x mấy đây? X bằng 2 y chia 3 này. Rồi bấm luôn. 2 này chia cho 3. Đó, chưa? X là y nha. X bằng 2y chia 3. Ta nhấn C là C. Thay vô này. Y bằng 12. Y bằng 12. Bấm 12 vô. Thì ra là 8. Y bằng 12 thì x bằng 8. Rồi, tiếp theo. Y bằng 13. 13 đúng không? X bằng 26 phần 3. 26 phần 3 không nguyên rồi. Y bằng 13 thì x bằng 26 phần 3 loại nha. Rồi y bằng 14 x bằng C là C 14. Rồi cũng không nguyên luôn, 28 phần 3. 28 phần 3 là loại nha. Y bằng 15. C là C 15. Thì nó ra là 10. Nhận nè. Rồi tiếp theo là trường hợp âm này, y bằng trừ 12 thì x bằng trừ 8 thôi. Y bằng trừ 13 thì x sẽ bằng trừ 26 phần 3 loại nha. Y bằng 14 thì x bằng trừ 28 phần 3 loại. Cuối cùng là y bằng trừ 15 thì x bằng trừ 10. Rồi chúng ta nhận thì cộng như đây, 1 2 3 4. Kết luận vậy x y từ từ khoan khoan, mình cần phải tìm giấy nữa. Giấy tìm sẽ tìm đây, cần tìm giấy nữa, chưa xong đâu, tìm giấy nữa. Giấy sẽ tìm đây, giấy thì có này, đều tìm x y giấy đúng không, x y giấy này, còn tìm giấy nữa. Rồi đây này, em có đây, em có đây là giấy chỗ nào cũng được ấy. Tóm y này trừ sao giấc chia 4 bằng 0 đúng không? Rồi, tìm giấc nữa. Giờ tìm giấc, tìm nhóm nha. Tìm nhóm đi. Tóm y này trừ 6 giấc phần 4 phải bằng 0. Thế nên mình có được là tóm y trừ 6 giấc nhân chéo được là 0 nhân 4 bằng 0 chưa? Và tìm giấc thì mình có 6 giấc sẽ bằng mấy? Tóm y. Giấc sẽ bằng tóm y chia cho 6. Giấy sẽ bằng là rút gọn tử mẫu cho 2 là còn 4 y phần 3. Đó. Giờ mình tha để mình tìm giấy nè. Tha tìm giấy nha. Chỗ đây mình có cặp nó nhận đó thì mình mới tha vô. Ở đây mình có gì đây? Y bằng mấy? Y bằng 12 nè. Y bằng 12 đúng không? Tìm giấy luôn nha. Tìm giấy luôn. Bằng y bằng 12 thay vô đây. Y bằng 12 thì giấy nó bằng là 4 nhân cho 12 chia cho 3. 12 chia 3 được 4, 4 4 16 rồi được 16 này. Tiếp tục y bằng 15. Y bằng 15 thì giấy sẽ bằng là 4 nhân cho 15 chia cho 3. 15 chia 3 được 5, 5 4 20. Giấy bằng 20 nha. Y bằng 15 x bằng 10 giấy bằng 20. Rồi. Giấy bằng 20, ok chưa? Rồi tiếp theo là
8. À, cái chỗ này là y bằng trừ 12. Y bằng trừ 12 á, y bằng trừ 12 thì z sẽ bằng là, sẽ là trừ 16 đúng không? Trừ 16, y bằng trừ 12, z bằng trừ 16, trừ 16. Rồi còn chỗ này thì tương tự thôi, y bằng trừ 15 thì z nó sẽ bằng là bao nhiêu? Y bằng 15 thì z bằng 20, y bằng trừ 15 trước z sẽ bằng trừ 20. Rồi nó hơi dài thôi. Vậy x, y, z sẽ bằng, nó gồm các cặp là gì đây? X trước y sau, z cuối cùng nha. 8, 12, 16. 8, 12, 16. Rồi cặp thứ hai là 10, 15, 20. 10, 15, 20. Rồi cặp thứ ba là trừ 8, trừ 12, trừ 16. Trừ 8, trừ 12, trừ 16. Cặp cuối cùng là trừ 10, trừ 15 và trừ 20. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.